Vâng, trận đấu đã được bắt đầu. Danilo Pereira, Sterling, anh ấy lựa chọn dứt điểm, một khởi đầu may mắn. Bị thủng lưới vào thời điểm này chắc chắn là ác mộng với đội bóng. Tuy nhiên thời gian vẫn còn để lật ngược tình thế. Muốn thay đổi cách tấn công nên chọn hướng tấn công khác. Tấn công thẳng về phía trước. Fabian chuyền bóng sang cánh vô cùng chính xác. Lukaku phá vô lê cực mạnh. Lukaku bắt bước một tuyệt vời. Fabian, Rafinha, Lukaku, Aspa, Morata. Tiến thẳng vào hàng phòng ngự đối phương. Sút. Bỏ lỡ cơ hội này rồi. Một góc sút cực kỳ hẹp nhưng anh ấy vẫn bất ngờ tung ra cú sút và đã thành công. Savic. Pedro. Bóng đã được truyền sang cánh. Lukaku pha phối hợp trung lộ. Thomas Lemar pha đánh đầu rất tốt nhưng chưa thể ghi bàn. Tốc độ vượt qua hàng phòng ngự rất ấn tượng nhưng với pha đánh đầu khó như thế này không thể đòi hỏi nhiều hơn được. Chuyền dài. Rafinha. Morata. Bàn thắng đẹp. Ở tỷ số 1-0 tình hình trận đấu vẫn khá cân bằng nhưng hiện nay khi chênh lệch tỷ số mở rộng lên 2 bàn, tâm lý của cầu thủ chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng lớn hơn. Niềm tin vào việc giành chiến thắng của đội dẫn bàn sẽ mạnh mẽ hơn. Anh ấy tung cú cứa lòng, họ đã trở lại trận đấu. Thật sự là một bàn thắng chất lượng, thể hiện phẩm chất của anh ta. Bàn thắng này giúp giảm bớt áp lực của trận đấu, cùng nhau chờ đợi cả hai đội mang lại một trận đấu nhiều sự thú vị hơn. Pedro, đường bóng đó đã có thể tạo ra một bàn thắng đẹp nếu nó chính xác. Họ được hưởng quả ném biên. Danilo Pereira. Hiệp 1 kết thúc, một hiệp đấu hấp dẫn không thể rời mắt. Trận đấu chỉ còn lại 45 phút cuối cùng. Chuyền bóng về phía sau và kiên nhẫn tìm kiếm cơ hội. Đối chơi của họ đã có những điểm sáng, họ đang dẫn trước ở hiệp 1. Các cổ động viên chắc chắn sẽ rất vui mừng. Tôi nghĩ rằng họ sẽ tiếp tục duy trì sức mạnh tấn công này ở trong hiệp 2. Phải xử lý nhanh chóng. Aspa. Ồ, đây chắc không phải là đường chuyền mà anh ấy mong muốn. Chuyền sang cánh. Một mình dê bóng về phía trước. Fabian. Một đường chuyền. Aspa. Cả hai đội đều quay về vạch xuất phát. Pha đánh đầu này là quá hoàn hảo. Để thực hiện cần chọn vị trí tốt và khả năng làm chủ không gian. Và người giỏi nhất không ai khác ngoài anh ấy. Theo tôi trận đấu vẫn khó phân định. Cả hai đội đều đã có bàn thắng. Tôi tin rằng bàn thắng tiếp theo sẽ ấn định kết quả của trận đấu. Bóng đi rồi, sút đi. Một cú sút mạnh như sấm.
Fabian, Lukaku, Lukaku lại trở về điểm xuất phát, tỷ số cân bằng rồi. Đây rõ ràng đang làm cho trận đấu hấp dẫn hơn. Một sự nỗ lực rất lớn để cân bằng tỷ số. Lúc này họ sẽ chiến đấu vì một trận thắng. Hãy nhớ rằng trước mặt họ chỉ có một lựa chọn duy nhất là nỗ lực tối đa mà thôi. Cơ hội này là không thể bỏ qua. Nhưng xem xét tình hình trong vòng cấm, đã có mấy đồng đội có mặt tại chỗ. Lukaku, bóng đã được truyền sang cánh. Người ta đang muốn đơn thương độc mã. Lerma, kết quả sẽ như thế nào? Anh ấy đã ghi bàn thắng thứ 3 trong trận đấu này. Bộ sưu tập bóng của anh ta đã ngày càng nhiều hơn. Thật sự không ngờ anh ấy sẽ sút bóng. Anh ấy một chút cũng không do dự. Và kết thúc cũng rất đẹp mắt. Không phủ nhận rằng trước khi trận đấu bắt đầu, có lẽ ít người tin rằng họ có thể làm được. Tuy nhiên họ đã tạo ra lợi thế cho chính mình với bàn thắng này. Vấn đề tiếp theo là họ sẽ chọn lựa giữa tiếp tục tấn công hay tập trung vào dứt điểm cực mạnh. Và dứt điểm với một sút rất tốt nhưng vẫn không thể ghi bàn. Đây rõ ràng là cơ hội lớn để cân bằng tỷ số. Nhưng hiện tại họ không có thời gian để tự trách mình. Aspas bắt bước một tuyệt vời. Lúc này độ chính xác không phải là ưu tiên hàng đầu. Lukaku, bàn thắng nức lòng fan hâm mộ. Chỉ đơn giản anh ấy không thể bị ngăn cản. Bước chân của anh ấy hết sức sắc bén. Họ chờ đợi bàn thắng quá lâu và bây giờ họ hoàn toàn có cơ hội giữ chắc chiến thắng. Lựa chọn truyền về. Rafinha có vẻ như đã việt vị. Vâng, đó thực sự là một pha việt vị. Danilo Pereira. Trận đấu đã chính thức khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại trong các trận đấu tiếp theo.